Những câu nói hay của nhà đầu tư John Neff. Không phải lúc nào làm điều khác biệt cũng dễ dàng, nhưng chỗ đó là chỗ bạn kiếm được tiền. Đừng hy vọng sẽ thu được hết lợi nhuận bằng cách nắm giữ chúng. Hãy dành một phần lợi nhuận đó cho các nhà đầu tư khác. Đừng bao giờ mua cổ phiếu trừ khi, theo quan điểm của tôi, nó có giá hời. Tôi không muốn nhiều khoản đầu tư tốt. Tôi muốn một vài khoản đầu tư thực sự nổi bật. Thành công đầu tư không đòi hỏi cổ phiếu quyến rũ hoặc thị trường tăng trưởng.